Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Sức Khỏe Tự Nhiên xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị thân mến, ca dao Việt Nam chúng ta có câu: người khôn ăn miếng thịt gà, tuy rằng ăn ít nhưng mà no lâu. Gà có lẽ là hình ảnh quen thuộc với tất cả chúng ta, đúng không nào? Đây cũng là nguồn thực phẩm dồi dào chất dinh dưỡng. Thịt gà là thực phẩm quen thuộc và bổ dưỡng, ít khi thiếu vắng trong các bữa cơm gia đình. Thịt gà được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, mỗi món đem lại sức hấp dẫn riêng khiến cho nhiều người rất thích. Việc chế biến thịt gà cũng không quá phức tạp. Thậm chí các bà, các mẹ còn rất sáng tạo khi nấu thịt gà cùng nhiều loại thực phẩm khác. Tuy nhiên, bạn có nghĩ đến việc mình sẽ bị ngộ độc khi ăn thịt gà hay chưa? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu kết hợp thịt gà cùng những loại thực phẩm sai cách. Dù có yêu thích đến mấy cũng tuyệt đối đừng nấu thịt gà cùng với những loại thực phẩm mà Sức Khỏe Tự Nhiên sẽ kể tên sau đây nhé. Tác dụng khi kết hợp thịt gà sai cách. Theo các chuyên gia trong Đông y, thịt gà vị ngọt, tính ấm, có tác dụng on trung ích khí, bổ tinh tủy. Thịt gà rất bổ dưỡng, thường dùng cho các trường hợp gầy yếu xuất cân, suy kiệt, đầy bụng không tiêu, ăn kém, tiêu chảy, lị, phù nề, tiểu giác, di niệu, đái hạ, huyết trắng, sau đẻ ít sữa, bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên, thịt gà lại kỵ với một số thực phẩm, vì trong quá trình hấp thu và chuyển hóa giữa các thành phần của các thức ăn luôn có những tương tác rất phức tạp. Hậu quả của sự phối hợp không hợp lý các thức ăn sẽ trở thành gánh nặng đối với cơ thể. Khi gánh nặng đó vượt quá khả năng tự điều chỉnh, cơ thể sẽ bị trúng độc. Dù thịt gà là món ăn phổ biến nhất trong bữa ăn thường ngày của mỗi gia đình, nhưng cần hết sức lưu ý tránh kết hợp thịt gà với những thực phẩm sau. Thứ nhất, thịt gà kỵ nấu cùng rau cải. Sẽ thật ngạc nhiên khi bạn thấy thịt gà và rau cải nằm trong danh sách thực phẩm không nên kết hợp cùng nhau, đúng không nào? Mặc dù chúng ta vẫn thấy hai loại thực phẩm này xuất hiện cùng lúc trong nhiều bữa ăn, tuy nhiên bạn chỉ nên ăn chúng riêng biệt, đừng nên nấu chung hai loại thực phẩm này cùng lúc nhé. Theo Đông y, thịt gà có tính on ngọt, không độc, bổ dưỡng, là loại thực phẩm bổ âm cho tỳ vị, bổ khí huyết và thận. Đặc biệt, thịt gà có tác dụng bồi bổ cao cho người bị bệnh lâu ngày, dạ dày bị hàn, suy yếu, khả năng hấp thu thức ăn kém. Cũng trong Đông y, cải xanh có tính on, vị cay, làm ấm tỳ vị và kích thích tiêu hóa, có tác dụng giải chứng cảm hàn, thông đờm, lợi khí, vân vân. Cũng bởi có vị đắng nên người ta thường gọi là cải đắng, hay còn gọi với tên khác là cải bẹ xanh. Mặc dù cả thịt gà và rau cải đều có tác dụng rất lớn đối với sức khỏe con người, tuy nhiên thịt gà có tính on, cải bẹ xanh cũng có tính on. Như vậy khi dùng chung thì tính on, ấm nóng sẽ tăng lên, gây nhiệt nhiều cho cơ thể. Thứ hai, thịt gà kỵ rau kinh giới. Thịt gà thuộc phong mộc về tận can, còn kinh giới vị cay tính ấm, pha kích khí, ngăn không cho phong khí tụ hạ ứ huyết. Do vậy, khi kết hợp cùng nhau, tác sẽ ảnh hưởng đến can phong, sinh chứng chóng mặt, ù tai hoặc run rẩy cả người và ngứa ngáy đầu, não. Thứ ba, thịt gà kỵ rau răm. Trong khi đó, nhiều người hay ăn chung thịt gà với rau răm trong món gà xé phay. Theo y học hiện đại, việc kết hợp hai loại thức ăn này lại với nhau không có lợi cho sức khỏe. Rau răm khi kết hợp với thịt gà sẽ sinh ra các chất có hại cho hệ tiêu hóa, vì thế không nên ăn chung hai món này để đảm bảo cho sức khỏe. Thứ tư, thịt gà kỵ hành tỏi sống. Theo giới Đông y, thịt gà tính ngọt, ấm, tỏi có tính đại nhiệt, nếu kết hợp với nhau sẽ khiến thừa nhiệt, khí huyết bị tổn thương, cũng gây ra một số triệu chứng như kiết lỵ. Bên cạnh đó, thịt gà cũng kỵ nấu chung với hành lá. Hành lá là gia vị có lợi cho sức khỏe, song lại là những thực phẩm kiêng kỵ với thịt gà.
thịt gà có tính on, trong khi đó hành sống có tính cam hàn. Khi kết hợp cùng lúc, dễ gây tổn thương khí huyết và dễ bị kiết lỵ. Những người có thói quen ăn thịt gà với hành sống cần loại bỏ ngay. Ngoài những loại rau kể trên, thì món thịt gà cũng được khuyến cáo là không nên kết hợp cùng với các loại thực phẩm được kể tên dưới đây. Thứ năm, thịt gà kiêng ăn cùng muối vừng. Muối vừng là gia vị không nên dùng chung với thịt gà. Nguyên nhân là do thịt gà thuộc về phong mộc. Nếu ăn lẫn muối vừng, rau thơm tác động đến can phong mà sinh ra chứng chóng mặt, run rẩy cả người. Nếu chẳng may ăn phải có các triệu chứng trên thì nấu nước cam thảo uống sẽ khỏi. Thứ sáu, kiêng ăn thịt gà với cá chép. Rất ít khi cá chép nấu chung với thịt gà. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý không nên nấu hai món này trong cùng bữa cơm. Theo Đông y, thịt gà kỵ với cá chép vì thịt gà tính cam on, cá chép tính cam hàn. Nếu ăn phải, sinh ra chứng mụn nhọt. Nếu mắc phải, lấy nước đậu đen uống sẽ khỏi. Thứ bảy, thịt gà kỵ ăn cùng tôm. Trong các bữa cổ, người ta thường có món gà luộc và các món tôm. Tôm và gà đều cam on, cả hai tính dễ động phong, sinh ra chứng ngứa ngáy khắp người. Để giải bệnh, bạn nấu nước kinh giới uống. Thứ tám, kiêng ăn thịt gà với thịt chó. Kiêng ăn thịt gà với thịt chó vì thịt gà tính cam on, thịt chó, gan chó cũng tính cam on đã nhiệt. Ăn phải hai thứ bị nhiệt sinh ra đi kiết. Nếu bị, uống nước cam thảo sẽ khỏi. Thứ tám, kiêng ăn thịt gà với cơm nếp vì thịt gà ăn với cơm nếp sẽ sinh ra bạch thón trùng, dân gian gọi là sáng dây, sáng sơ mít. Cách chữa: lấy nắm cơm nếp đốt cháy ăn sẽ khỏi. Thịt gà là một thực phẩm quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình. Các món ăn từ gà vô cùng đa dạng với nhiều cách chế biến, nêm nếm khác nhau. Thịt gà cũng dễ ăn, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Không chỉ thế, thịt gà còn đem lại những lợi ích tuyệt vời về sức khỏe mà không phải ai cũng biết. Hãy cùng với Sức Khỏe Tự Nhiên tìm hiểu về tác dụng của thịt gà qua phần tiếp theo của video nhé. Thứ nhất, thịt gà chứa hàm lượng protein cao. Như chúng ta đã biết, các loại thịt nói chung đều có lượng protein khá cao. Tuy nhiên, rất nhiều loại thịt có lượng protein cao lại đi kèm với lượng chất béo khá nhiều. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy ngại khi sử dụng. Tuy nhiên, với thịt gà, mọi người có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Trong thịt gà chứa lượng lớn protein, ít chất béo. Protein giúp cho bạn tăng trưởng và phát triển cơ bắp tốt hơn, duy trì trọng lượng cơ thể. Chính bởi thế, thịt gà rất thích hợp cho những người đang trong quá trình giảm cân. Thứ hai, tăng cường sự trao đổi trong cơ thể. Thịt gà là nguồn cung cấp dồi dào lượng selen cho cơ thể chúng ta. Selen là gì? Đó là một dưỡng chất cực kỳ cần thiết, có liên quan đến quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Bổ sung vừa đủ lượng dưỡng chất selen cần thiết sẽ thúc đẩy nhanh hơn quá trình trao đổi chất trong cơ thể, giúp tuyến giáp, nội tiết tố chuyển hóa và chức năng miễn dịch hoạt động tốt hơn. Vitamin B6 có trong thịt gà sẽ thúc đẩy các enzyme và các phản ứng trao đổi chất trong cơ thể. Nó sẽ giúp cho các mạch máu trong cơ thể hoạt động tích cực hơn. Lượng máu đưa đi khắp cơ thể sẽ được tăng lên. Ngoài ra, nó còn giúp đốt cháy lượng calo thừa trong cơ thể. Những điều đó giúp cho cơ thể chúng ta luôn duy trì được sức khỏe, sự dẻo dai. Thứ ba, tốt cho xương khớp. Điểm cộng tiếp theo chính là việc thịt gà cực kỳ có lợi cho xương. Thịt gà giàu phốt pho, một loại chất hỗ trợ cực tốt cho việc phát triển xương khớp, tạo bộ khung vững chắc, giúp xương hạn chế tổn thương khi bị va đập mạnh. Ngoài ra, phốt pho cũng góp phần đảm bảo chức năng của các bộ phận như thận, gan, hệ thống thần kinh trung ương, v.v. hoạt động tốt hơn. Thứ tư, bổ sung năng lượng cho người mới ốm dậy.
Cháo gà có lẽ là món ăn phổ biến nhất dành cho người đang ốm hay mới trải qua quá trình điều trị. Vừa là một món dễ chế biến, có sẵn nguyên liệu. Nhưng trên hết, đây là món ăn giúp bạn hồi sức cực tốt, cung cấp cho bạn một số dưỡng chất cần thiết để quá trình phục hồi cơ thể sau ốm được nhanh hơn. Những người mới ốm dậy, khả năng hấp thụ khá kém, họ rất kén ăn. Vì vậy, những món vừa dễ ăn vừa cung cấp các dưỡng chất cần thiết như cháo gà là cực kỳ cần thiết. Thứ năm, giữ cho mắt sáng, khỏe mạnh. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Chúng ta đều muốn giữ cho đôi mắt của mình ở trạng thái tốt nhất. Một trong những thực phẩm mà chúng ta cần chú ý đến và sử dụng chính là thịt gà. Hàm lượng retinol, alpha, beta carotene và lycopene trong thịt gà đều là những chất bắt nguồn từ vitamin A nên rất có lợi cho thị lực. Thứ sáu, ngăn chặn bệnh tật. Một chế độ ăn uống lành mạnh và thường xuyên tập thể dục sẽ cho bạn một cơ thể khỏe mạnh. Thịt gà giúp ngăn ngừa một số bệnh như trầm cảm, bệnh tim và các rối loạn hô hấp khác. Thịt gà tương đối an toàn hơn so với thịt đỏ. Thịt gà thơm ngon, dễ ăn là vậy, nhưng không phải ai cũng có thể ăn được thịt gà. Một số trường hợp sau đây được khuyến cáo là không nên ăn thịt gà. Những người đang có vết thương hở trên cơ thể tuyệt đối không nên sử dụng thịt gà, bởi vì khi ăn thịt gà có thể khiến cho vết thương lâu khỏi hơn, sẹo rất dễ bị lôi. Điều đó ảnh hưởng khá nhiều đến bạn, đặc biệt các vết sẹo lồi này còn có thể có màu thâm và sậm hơn so với màu da. Người bị xơ gan. Thịt gà là loại thực phẩm có tác động không nhỏ đến gan. Thịt có tính nóng, tác động đến cơ chế trợ thấp nhiệt của gan. Điều này khiến cho chứng trợ thấp nhiệt ở gan ngày một nặng hơn, khiến cho tình trạng bệnh chuyển biến ngày một phức tạp. Vì vậy, những người mắc bệnh xơ gan nên hạn chế ăn thịt gà. Bệnh nhân sỏi thận. Những bệnh nhân mắc chứng suy thận là đối tượng tiếp theo không nên sử dụng thịt gà. Lý do là bởi trong thịt gà có chứa khá nhiều protein. Dưỡng chất này sẽ khiến cho lượng oxalate trong nước tiểu tăng vọt và là nguyên nhân hình thành nên các viên sỏi. Người bị cao huyết áp. Trong thịt gà có chứa một lượng khá chất béo bão hòa. Loại chất này cực kỳ không tốt đối với cơ thể của chúng ta, đặc biệt là những người bị cao huyết áp, những người có vấn đề về tiêu hóa. Thịt gà có rất nhiều dưỡng chất, nhưng những người có vấn đề về tiêu hóa nên phải tránh xa thực phẩm này, bởi ăn quá nhiều thịt gà rất khó tiêu. Ngay cả với người bình thường, khi tiêu thụ thịt gà quá mức cũng đã khiến bộ máy tiêu hóa phải mất nhiều giờ để làm việc, vừa gây khó chịu cho cơ thể. Những người có vấn đề về tiêu hóa nên tránh ăn thịt gà vì chúng không có lợi về mặt tiêu hóa. Thịt gà không chỉ là món ăn phổ biến phục vụ cho nhu cầu trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình, mà nó còn có tác dụng rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn phải biết cách sử dụng thịt gà để vừa bổ dưỡng, vừa không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Trên đây là những lưu ý quan trọng khi ăn thịt gà tốt cho sức khỏe mà Sức Khỏe Tự Nhiên giới thiệu đến cho quý vị. Hy vọng đây sẽ là những kiến thức hữu ích cho quý vị trong quá trình chế biến và thưởng thức món thịt gà thơm ngon này nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.